Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức họp báo thông tin về Festival nghề truyền thống Huế 2019. Điểm du lịch Cầu Ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy được đầu tư phát triển quy mô, đa dạng dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Xin kính chào quý khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế vào khung giờ quen thuộc 6 giờ sáng hàng ngày. Cùng với những tin chính qua phần điểm tin vừa rồi, chương trình sáng nay thứ tư ngày 24 tháng 4 cũng sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý khác. Sau đây là những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 3 để xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kỳ họp dưới sự chủ trì của ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Cả Bình Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận và quyết định những nội dung quan trọng. Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các tờ trình, đề án đảm bảo chất lượng, đồng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Một trong những tờ trình đáng chú ý tại phiên họp này là báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở các đoạn sông yếu thuộc hệ thống sông Hương. Dự án kè chống sạt lở các đoạn sông yếu thuộc hệ thống sông Hương với mục tiêu ổn định lòng dẫn sông Hương và các nhánh sông thuộc hệ thống sông Hương, tăng khả năng thoát lũ cho lưu vực, đảm bảo an toàn tính mạng cho hàng trăm hộ dân sống dọc bờ sông Hương và hệ thống sông Hương, đảm bảo an toàn cho các tuyến giao thông và các công trình hạ tầng di tích dọc bờ sông, đồng thời tạo cảnh quan môi trường và hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra trong các năm tiếp theo. Tổng chiều dài các tuyến kè khoảng 21.400 m với tổng mức đầu tư dự kiến gần 340 tỷ đồng, được thực hiện trong 4 năm, có 10 đoạn sông yếu đi qua địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang được đề xuất làm kè. Mục tiêu đầu tư dự án ổn định lòng dẫn sông Hương và các nhánh sông thuộc hệ thống sông Hương, tăng khả năng thoát lũ cho khu vực, đảm bảo an toàn tính mạng cho các hộ dân sống dọc theo bờ sông Hương và hệ thống sông Hương, đảm bảo an toàn cho các tuyến đường giao thông và các công trình hạ tầng di tích dọc bờ sông, bảo vệ khoảng 90 hecta hoa màu và cây ăn quả, tạo cảnh quan môi trường, hạn chế thiệt hại do lũ lụt. Nhiều ý kiến cũng cho rằng cần thận trọng nghiên cứu trong xây dựng kè trên sông Hương để không làm mất vẻ tự nhiên của dòng sông. Quan trọng hơn là cần có những công trình nghiên cứu đánh giá tác động của dòng chảy dựa trên những nét đặc thù vốn có để có hướng xử lý phù hợp với dòng sông Hương, hướng đến một hệ thống du lịch bền vững để cư dân Huế và khách du lịch có thể hưởng thụ được tất cả các nguồn tài nguyên đang có sẵn của Huế. Một trong những vấn đề cũng được dư luận khá quan tâm tại phiên họp này là phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan. Đây là dự án với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 42,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách của Thừa Thiên Huế 50% và thành phố Đà Nẵng 50%. Được tiến hành xây dựng trong 2 năm, từ năm 2019 đến năm 2020. Nội dung và quy mô đầu tư các hạng mục đáng chú ý: tu bổ, phục hồi công trình Hải Vân Quan, công trình Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan, các tường thành nhà Nguyễn, nhà trụ sử Ba Giang, nhà vũ khố Ba Giang, phục hồi tuyến bậc cấp từ Hải Vân Quan xuống phía Nam, tuyến đường Thiên Lý từ Thiên Hà Đệ Nhất Hùng Quan đi Huế và nhiều hạng mục công trình khác. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng đây là dự án cần thiết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đồng thời cho rằng Hải Vân Quan là di tích cấp quốc gia. Do đó, việc tu bổ, phục hồi di tích phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng cho ý kiến trước khi thực hiện dự án. Đối chiếu với các quy định hiện hành về đầu tư cũng cho thấy dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến là 42,339 tỷ đồng, được phân loại là dự án nhóm C, trọng điểm, sử dụng vốn ngân sách địa phương. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án này thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh. Vì vậy, việc Ủy ban tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án là cần thiết và đúng với quy định của pháp luật. Tại phiên họp không thường kỳ, ngoài thông qua hai nghị quyết trên, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét thông qua chín nghị quyết liên quan đến chuyển loại rừng, điều chỉnh bổ sung bảng giá đất 5 năm của tỉnh, phương án bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước, bổ sung di tích Hải Vân Quan vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, cho phép vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ để thực hiện dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển. Quy định nội dung đến mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện đối với một số dự án nhóm C thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Thống nhất chủ trương về hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và thống nhất danh sách nhà vườn tại làng cổ Phượng Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền
được tham gia hỗ trợ trùng tu năm 2019 và kiện toàn nhân sự ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành, quản lý về mặt nhà nước trong thời gian tới. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp về mặt trận Tổ quốc các cấp, tăng cường các hoạt động giám sát, việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống. Các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đã kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Chiều qua tại thành phố Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp hoạt động tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 với Đài Phát thanh và Truyền hình 6 tỉnh ven biển miền Trung. Tham dự hội nghị có Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Thiên Định. Theo nội dung được ký kết, trong năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh đã làm tốt việc phối hợp xây dựng các chương trình theo đúng nội dung trong kế hoạch đã ký kết, tập trung tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền về biển đảo, chức năng nhiệm vụ của cảnh sát biển và truyền thống của lực lượng cảnh sát biển. Qua hơn 15 tháng sau khi ký kết chương trình phối hợp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh đã xây dựng được 14 chương mục, hơn 200 tin bài phản ánh kết quả thực hiện các mô hình nổi bật như công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Báo cáo tại hội nghị cũng nhận định, việc xây dựng nội dung những chương mục theo kế hoạch đã ký kết toàn diện, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác, phù hợp nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền. Qua đó, giúp nâng cao hiểu biết cho người dân về biển đảo của Tổ quốc, hiểu biết hơn về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam và của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 nói riêng. Tại hội nghị, các hạn chế trong các mặt công tác cùng thẳng thắn được nhìn nhận để có phương hướng khắc phục, làm tốt hơn công tác phối hợp tuyên truyền. Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và các đài phát thanh và truyền hình tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo định hướng các nội dung cần tập trung tuyên truyền về các hoạt động cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ người dân, thường xuyên trao đổi thông tin, xây dựng và phát hành tốt chương mục vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo. Đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Nguyễn Chí Tài, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông về tình hình triển khai chính sách, pháp luật thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2012-2018. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong giai đoạn 2012-2018, các chính sách về giảm nghèo đã được Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông triển khai đồng bộ và kịp thời, mang lại những kết quả nổi bật. Như trong giai đoạn 2012-2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã chuyển tải hơn 300 tỷ đồng đến hơn 11.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Qua quá trình phối hợp cùng thực hiện chính sách giảm nghèo đến đầu năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 10,16%, bình quân mỗi năm giảm 2,17%. Về cơ sở hạ tầng tại các xã, thôn cũng được đầu tư nâng cấp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn những tồn tại hạn chế. Một số bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, chưa phát huy được nỗ lực trong nhân dân và tiềm năng thế mạnh của địa phương. Các chính sách, dự án giảm nghèo còn đầu tư dàn trải. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Chí Tài, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Nam Đông cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn, đảm bảo chính sách thực sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giảm nghèo đến người dân, có cơ chế huy động nguồn lực xã hội để xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cần rà soát, xác định nguyên nhân của từng hộ nghèo tại thôn, xã để có kế hoạch, giải pháp, mô hình phát triển phù hợp. Về những kiến nghị, đề xuất của huyện, đoàn giám sát tiếp thu và có văn bản để kiến nghị lên các bộ, ban ngành trung ương và địa phương trong thời gian sắp đến. Thưa quý vị, vào chiều qua, Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2019 tổ chức buổi họp báo thông tin để các cơ quan thông tấn báo chí nội dung chương trình Festival nghề truyền thống Huế 2019. Buổi họp báo dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, trưởng ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế năm 2019. Theo ban tổ chức, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Festival nghề truyền thống Huế 2019 cơ bản hoàn tất. Chương trình festival sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Có 60 làng nghề, cơ sở nghề với hơn 350 nghệ nhân ở nhiều địa phương trong cả nước đăng ký tham gia, gồm 16 nhóm nghề như thêu, kim hoàn, mộc mỹ nghệ, đồng, gốm, nón lá, hoa giấy, thư pháp, tranh, diều, dệt may,
mây tre, pháp lâm, tinh dầu. Trong đó có khá nhiều đơn vị, cơ sở nghề, làng nghề nổi tiếng. Đồng thời, có 7 thành phố và 3 hiệp hội nghề, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ với 70 nghệ nhân tham dự. Nét mới của festival lần này đó là không gian giới thiệu nghề truyền thống được bố trí sắp đặt trải rộng hai bờ sông Hương. Với hình thức trang trí ấn tượng, mang tính nghệ thuật như không gian tôn vinh nghệ nhân và làng nghề, không gian giới thiệu sản phẩm truyền thống các thành phố quốc tế, không gian sen và thổ cẩm, không gian mê tre đăng, không gian diều và thư pháp. Đặc biệt lần đầu tiên, không gian đông y, không gian lụa và áo dài với dịch vụ may áo dài nhanh được giới thiệu tại festival nghề. Bên cạnh các chương trình lễ hội chính như khai mạc, lễ hội hoa làng nghề, lễ hội áo dài, lễ hội khinh khí cầu quốc tế, lễ hội vinh danh và bế mạc festival, còn có các chương trình cộng đồng và hưởng ứng phong phú như triển lãm tranh nghệ thuật, âm nhạc đường phố, liên hoan sắc màu tuổi thơ, lễ hội ẩm thực. Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trao đổi nắm rõ thêm một số thông tin về sự kiện festival nghề truyền thống Huế 2019. Phía ban tổ chức mong muốn các cơ quan báo chí hỗ trợ tích cực trong việc kịp thời giới thiệu quảng bá các hoạt động của festival hình ảnh Huế nhằm góp phần phát huy thương hiệu và vị thế của Huế, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Thưa quý vị, Festival nghề truyền thống Huế năm 2019, sự kiện kinh tế và văn hóa lớn của thành phố Huế, tôn vinh những giá trị tinh hoa của di sản, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành nghề thủ công truyền thống, gắn các sản phẩm nghề truyền thống với du lịch, với thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Liên quan đến công tác tổ chức và những điểm nhấn của kỳ festival lần này, phóng viên Huế Ngày Mới đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Phó trưởng ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế năm 2019. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, như vậy là chỉ vào cuối tuần này thì Festival nghề truyền thống Huế 2019 sẽ chính thức khai hội. Vậy thì đến thời điểm này ông có thể chia sẻ công tác chuẩn bị như thế nào? Festival nghề truyền thống lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 4 2019 đến ngày 12 tháng 5 2019. Phải nói rằng đến nay thì công tác tổ chức thì công việc chuẩn bị cũng đã đạt trên 90%. Và các cái nghệ nhân, các cái làng nghề trong cả nước cũng như quốc tế cũng đã sẵn sàng để về tham dự festival. Các cái không gian chính để cho festival, rồi các cái sân khấu lớn chuẩn bị cho cái khai mạc, rồi lễ hội dài, rồi không gian tôn vinh các cái nghề truyền thống thì cũng đã đang được hết sức khẩn trương để hoàn thành. Với trọng tâm là giới thiệu những nét độc đáo của nghề truyền thống Huế của các tỉnh thành trong cả nước, vậy thì không gian thao diễn nghề truyền thống được ban tổ chức festival nghề chủ trọng và làm như thế nào ạ? Đối với festival lần này thì ngoài cái việc giới thiệu các cái chương trình mà truyền thống đã làm, thì chúng tôi cũng mong muốn đưa những cái chương trình mới để tạo những cái điểm nhấn cho festival, và cũng mong muốn là giới thiệu những cái nghề mới nhằm để cái quảng bá thúc đẩy những cái nghề mới nó được hình thành. Với cái quy mô thì khá lớn so với các cái kỳ festival lần trước, cho nên chúng tôi cũng tạo những cái điểm nhấn cho các cái không gian. Thì ngoài cái không gian chính thức là giới thiệu cái các cái nghề truyền thống, thì chúng tôi có cái không gian sen, giới thiệu nghề sen, không gian áo dài, không gian đông y, không gian ẩm thực thuần Việt. Và đặc biệt lần này thì ban tổ chức cũng hết sức chú trọng giới thiệu cái không gian về lụa và áo dài, cũng mong muốn là giới thiệu cái áo dài Huế đến với công chúng và du khách, nhưng mà bên cạnh đó thì tạo ra một cái sản phẩm, một cái thương hiệu áo dài Huế trong tương lai. Như vậy là Festival nghề truyền thống Huế đã bước sang lần thứ 8 tổ chức và tiếp nối thành công của những kỳ festival trước, thì festival lần này không chỉ hứa hẹn sẽ ấn tượng với nhiều không gian mới lạ của Huế mà sẽ còn có những chương trình nghệ thuật hiện đại, những chương trình mới lạ dành cho các du khách, các thế hệ trẻ. Vậy thì ông có thể chia sẻ một vài chương trình nổi bật để mà du khách có thể tham gia? Tại Festival nghề lần này thì sẽ có 12 cái chương trình chính và 13 cái chương trình cộng đồng. Thì cái điểm nhấn của các cái chương trình nghệ thuật thì đó là cái chương trình khai mạc và bế mạc. Thì tại đây sẽ diễn ra các cái chương trình nghệ thuật để giới thiệu cho người dân về cái nghề truyền thống thông qua các cái chương trình nghệ thuật. Và thứ hai nữa là cái lễ hội áo dài cũng sẽ được tổ chức với cái chủ đề là áo dài với cái hành trình di sản.
và địa điểm diễn ra thì tại cái quảng trường Hoàng Môn. Thì đây cũng hứa hẹn một cái chương trình cũng hấp dẫn lôi cuốn du khách. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú ý đến cái chương trình dành cho giới trẻ, đặc biệt lần này thì có một cái chương trình nghệ thuật Hàn Quốc, có các ca sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc sẽ biểu diễn, và cũng hy vọng chương trình này sẽ thu hút đông đảo các cái bạn trẻ đến xem. Bên cạnh đó thì cũng có các cái chương trình giới thiệu các cái về các cái lễ hội hoa, rồi lễ hội kích khí cầu. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái chương trình nghệ thuật lồng ghép vào các cái chương trình lễ hội đó. Vâng, xin cảm ơn về những chia sẻ hôm nay ạ. Tiếp tục chương trình với những tin tức khác. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức khóa đào tạo về an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự khóa đào tạo về an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp có hơn 100 học viên là các cá nhân tổ chức tiến hành công việc bức xạ trong lĩnh vực y tế và công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giảng viên khóa đào tạo đến từ Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4, các học viên được cập nhật các thông tin liên quan đến khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa, ghi đo bức xạ, hiệu ứng sinh học, bảo vệ chống chiếu xạ ngoài và hệ thống các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng. Khóa đào tạo có các chương trình dành riêng cho từng đối tượng như X-quang chẩn đoán y tế, nhân viên xạ trị, y học hạt nhân, đối tượng sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ, người phụ trách an toàn. Khóa học nhằm tăng cường nhận thức, nâng cao trình độ, kỹ năng của người vận hành, sử dụng thiết bị liên quan đến bức xạ, từ đó có ý thức tự bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh. Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức khóa đào tạo liên tục về ghép gan lần thứ nhất năm 2019 nhằm cập nhật và nâng cao trình độ về lĩnh vực ghép gan cho các phẫu thuật viên ngoại khoa. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa đơn vị với Đại học Yonsei Hàn Quốc. Theo đó, các phẫu thuật viên ngoại khoa tổng hợp của Bệnh viện Trung ương Huế cũng như một số bệnh viện trên toàn quốc tham gia khóa đào tạo này sẽ được các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực ghép gan của Đại học Yonsei Hàn Quốc và Bệnh viện Trung ương Huế giới thiệu, cập nhật những thông tin mới và đánh giá về công tác chuẩn bị người hiến gan còn sống, công việc chuẩn bị phẫu thuật người hiến gan còn sống, kỹ thuật phẫu thuật các gan người hiến còn sống. Đặc biệt là trong quá trình tham gia khóa đào tạo, các học viên còn được thực hành phẫu thuật các gan tại phòng mổ, công tác chuẩn bị cho người nhận gan, chuẩn bị người nhận gan tại phòng mổ ghép gan, kỹ thuật phẫu thuật ghép gan, công việc hỗ trợ khác cho ghép gan tại phòng mổ ghép gan Bệnh viện Trung ương Huế. Thưa quý vị, cùng với điểm du lịch nhà vườn Nguyệt Biều, Lương Quảng và Trung tâm Văn hóa Huyền Trân đã được công nhận là điểm đến du lịch. Mới đây, qua thẩm định đánh giá, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định công nhận công ty Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy là điểm đến du lịch của tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng tầm phát triển điểm đến du lịch giàu tiềm năng này. Hiện ngành du lịch và chính quyền địa phương đang tiếp tục có những giải pháp phát triển quy mô, đa dạng dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Cầu Ngói Thanh Toàn là một trong những điểm du lịch sinh thái cộng đồng thu hút nhiều khách tham quan du lịch ở Thừa Thiên Huế. Tại đây có cầu ngói là di tích kiến trúc cổ có giá trị về lịch sử, văn hóa và giá trị nghệ thuật cao. Bên cạnh đó là nhà trưng bày nông cụ, nơi trưng bày và tái hiện các hoạt động sản xuất nông ngư nghiệp, có thể kết nối thuận tiện đến các di tích lịch sử khác. Điểm du lịch này đáp ứng được các điều kiện về tài nguyên du lịch, có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết, bảo đảm phục vụ khách du lịch, bao gồm về giao thông, thông tin liên lạc, thuận lợi, điện, nước sạch, biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch, có dịch vụ ăn uống, mua sắm, đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, cùng các dịch vụ khác đáp ứng được yêu cầu của khách du lịch. Chúng tôi sẽ nâng tầm cái điểm đến của Cao Ngoái Thanh Toàn bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng. Cái thứ nhất là chúng tôi đồng hành cùng với người dân để làm sao đó chỉnh trang lại các cái cơ sở vật chất trong dân, các cái phòng ốc, các cái sân vườn để là đón cái mô hình homestay. Đồng thời chúng tôi sẽ quy hoạch lại các cái bãi đỗ xe và đường đi bộ. Đồng thời chúng tôi sẽ đầu tư, kêu gọi đầu tư với của sức dân để trình diễn các cái mô hình làng nghề truyền thống. Song song với việc quảng bá tuyên truyền về điểm đến, thì Sở Du lịch cũng sẽ phối hợp với thị xã tổ chức định kỳ và thường xuyên những chương trình tập huấn về kỹ năng, về nghiệp vụ, tổ chức các dịch vụ du lịch cộng đồng. Đồng thời là cũng sẽ tư vấn thêm cho địa phương hình thành, xây dựng một số cái hoạt động trải nghiệm mới
gắn với nông nghiệp, với nông thôn. Đây là khóa tập huấn nâng cao năng lực về nghiệp vụ du lịch và nhận thức bảo vệ môi trường du lịch ở các điểm du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Thủy Thanh do Sở Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức. Những học viên là người dân đang và sẽ tham gia các hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, sinh thái được hướng dẫn kỹ năng thực hiện dịch vụ lưu trú du lịch tại nhà dân, đặc biệt là vai trò của các hướng dẫn viên du lịch bản địa, kỹ năng chế biến món ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở đâu đi nữa thì khi đến du lịch thì người ta cái cảnh quan là rất là quan trọng và có người thân thiện cũng là quan trọng, nên chúng tôi cũng muốn rằng là được đào tạo, được nâng cao cái kỹ năng để giúp cho cộng đồng ở đây phát triển một cách bền vững hơn. Hiện nay tại điểm du lịch cộng đồng Hương Thủy khá đa dạng dịch vụ, mỗi ngày thu hút khoảng 500 du khách và nhiều sinh viên, học sinh đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động cùng người dân địa phương, tham quan làng quê, những di tích văn hóa lịch sử. Điểm du lịch này đang được địa phương, các doanh nghiệp đầu tư mở rộng không gian, các dịch vụ bán hàng lưu niệm, chủ trọng tăng thêm các dịch vụ du lịch trải nghiệm, kết nối tuyến điểm để tăng thêm tính hấp dẫn phục vụ du khách. Đặc biệt, dịch vụ homestay cũng đang được địa phương phối hợp cùng Sở Du lịch tiến hành khảo sát, vận động người dân tham gia dịch vụ này. Triển khai cho một số cái nhà vườn mẫu để định hướng cho người dân là theo hướng là vừa làm vườn và vừa đón khách để là trải nghiệm homestay tại cái miền quê của Thủy Thanh. Thì tại đây thì chúng tôi cũng sẽ là đưa người dân đi tham quan một số cái mô hình mẫu mà đã thực hiện rồi, sau đó hỗ trợ thêm cái nguồn lực cho người dân. Để phát triển dịch vụ tại điểm đến du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn, trước mắt cần phải đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng về giao thông, đèn chiếu sáng, đồng thời cần tăng cường quảng bá, giới thiệu điểm đến bài bản và thường xuyên hơn. Chính quyền địa phương cũng cần quan tâm đến việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chợ quê Cầu Ngói Thanh Toàn. Tổ tuần tra đồn biên phòng Phong Hải và Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa bắt giữ hai tàu giả cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển gần bờ xã Phong Hải, huyện Phong Điền. Trước đó, những tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện hai tàu mang số hiệu QNG97155TS, trên tàu có 7 thuyền viên, và QNG92941TS, trên tàu có 2 thuyền viên do ông Nguyễn Thanh Hoa, sinh năm 1967, trú tại Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi làm thuyền trưởng và chủ tàu, đang khai thác giả cào trái phép cách bờ biển Phong Hải, huyện Phong Điền, 1 hải lý. 14 giờ 30 phút, lực lượng bộ đội biên phòng đồn biên phòng Phong Hải tổ chức đón đầu các tàu giả cào và đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng bộ đội biên phòng áp sát bắt hai tàu giả cào vi phạm. Sau đó, lực lượng bộ đội biên phòng Phong Hải cũng đã phối hợp đồn biên phòng Phong Hải áp giải hai phương tiện giả cào vào bờ xử lý theo quy định. Thông tin thời tiết trong ngày hôm nay cũng sẽ khép lại chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với áp thấp phía tây nên ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 38 độ, độ ẩm từ 52 đến 65%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75 m.